Tối 13 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quyết định số 2332 yêu cầu thực hiện cách ly toàn thành phố Hải Dương sau khi phát hiện 3 ca nhiễm COVID-19 có liên quan đến nhà hàng Thế giới Bỏ Tươi. Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 14 tháng 8, toàn thành phố Hải Dương thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn khu dân cư cách ly với thôn khu dân cư, xã phường cách ly với xã phường, phân xưởng nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá hai người tại nơi công cộng và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện đồng thời người dân tự giác chấp hành các yêu cầu các biện pháp phòng chống dịch tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng người đứng đầu doanh nghiệp cơ sở sản xuất cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở mình bảo đảm sức khỏe an toàn cho người lao động Đối với việc họp chợ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương yêu cầu dừng họp các chợ trên địa bàn thành phố, chỉ để lại các cơ sở bán lương thực thực phẩm. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương phối hợp với Sở Y tế phải thân tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các ổ dịch tại số 36 Ngô Quyền thành phố Hải Dương áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ tiếp xúc với người bệnh người qua lại ổ dịch để theo dõi y tế giám sát cách ly xử lý nhanh triệt để các nguồn lây dịch bệnh Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cũng chỉ đạo cơ quan chức năng trưng dụng ký túc xá trường Đại học Hải Dương làm nơi cách ly tập trung cho tất cả các trường hợp F1 của bệnh nhân số 751, bệnh nhân 867. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương phối hợp với trường Đại học Hải Dương vận chuyển đưa đón toàn bộ 52 trường hợp F1 về cách ly tập trung tại khu ký túc xá nêu trên. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giao công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương, chỉ đạo công an thành phố Hải Dương tranh thủ từng giờ từng phút để nhanh chóng truy vết tất cả các trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 751, bệnh nhân 867, đồng thời quản lý, theo dõi chặt chẽ việc thực hiện cách ly của các trường hợp nêu trên, lập chốt kiểm duyệt tại các lối ra vào thành phố Hải Dương trong thời gian cách ly.